Quý vị và các bạn thân mến, đồ chơi trẻ em là một mặt hàng nhạy cảm có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe trẻ em lâu dài nếu không có những biện pháp hữu hiệu để ngăn ngừa. Mặc dù đã có những quy định về tiêu chuẩn của loại mặt hàng này, tuy nhiên thực tế trên thị trường, đồ chơi trẻ em kém chất lượng vẫn được bày bán tràn lan. Trong chương trình khoa học công nghệ và đời sống hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi ghi nhận về thị trường đồ chơi tỉnh Tây Ninh qua công tác thanh tra. nhằm ra soát công tác quản lý chất lượng đối với đồ chơi trẻ em, kiểm soát và ngăn chặn đồ chơi trẻ em nhập khẩu có chứa chất độc hại. Vừa qua, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường đã tiến hành kiểm tra các cửa hàng kinh doanh hàng hóa đồ chơi trẻ em trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đợt kiểm tra này, đoàn thanh tra chủ yếu tập trung kiểm tra một số nội dung như kiểm tra chất lượng hàng hóa và ghi nhãn hàng hóa. Việc thể hiện dấu hợp quy CR gắn trên hàng hóa Kiểm tra các chỉ tiêu yêu cầu về an toàn cơ lý và hóa học. Kiểm soát đồ chơi trẻ em kích động bạo lực không được phép lưu thông trên thị trường. Để siết chặt công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng, độ an toàn của đồ chơi trẻ em được bày bán tràn lan trên thị trường, Bộ Khoa học và Công nghệ đã quy định tất cả sản phẩm đồ chơi trẻ em lưu thông trên thị trường phải có chứng nhận hợp quy và gắn dấu hợp quy CR. Các loại đồ chơi trẻ em được sản xuất trong nước hay nhập khẩu phải qua kiểm định của cơ quan chức năng về độ pH, dung dịch formaldehyde để đánh giá chất lượng trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường. Những sản phẩm thiếu dấu CR sẽ bị coi là vi phạm quy định và sẽ bị tịch thu xử lý. Việc ban hành quy chuẩn quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em được xem như một rào chắn để các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu mặt hàng này thực hiện những quy định bắt buộc trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường để người tiêu dùng có cơ hội sử dụng những sản phẩm đạt chất lượng và an toàn. Đã có nhiều nghiên cứu cho thấy, việc trẻ em tiếp xúc với đồ chơi có hóa chất độc hại gây ra các triệu chứng như loét miệng, tay chân vì mũi dị ứng, vân vân, khá phổ biến. Nguy hiểm hơn là các chứng bệnh liên quan đến nội tạng mà phải 10 đến 15 năm sau mới phát hiện như tiêu chảy mất khả năng tiết các chất dịch vị tiêu hóa, loét bộ phận như dạ dày, đường ruột. Thực tế hiện nay ở thị trường tỉnh ta vẫn còn nhiều loại đồ chơi trẻ em không gắn dấu hợp quy CR, không có nhãn mát ghi các thông số của sản phẩm, vẫn được bày bán công khai. Nguyên nhân rất đơn giản, đó là do giá rẻ, cộng thêm nhiều mẫu mã hấp dẫn nên trẻ con rất thích. Vì thế, những mặt hàng này bán rất chạy. Có thể kể qua một số mặt hàng đồ chơi trẻ em phổ biến vi phạm không có nhãn hàng hóa và dấu hợp quy CR tại các cửa hàng kinh doanh qua các đợt kiểm tra như các loại chiến đấu cơ, mô hình siêu nhân lắp ráp, các nhân vật trên phim hoạt hình. Tuy nhiên, khác với mọi năm, qua đợt kiểm tra năm nay, nhất là trong thời gian diễn ra Tết Trung Thu, thì kết quả cho thấy thị trường đồ chơi trẻ em dành cho dịp Tết Trung Thu của cả nước nói chung và Tây Ninh nói riêng đã có sự khởi sắc lớn khi hầu như tại các cửa hàng kinh doanh đều bày bán hầu hết là các mặt hàng đồ chơi có nguồn gốc từ Việt Nam. Nếu như những năm trước đây, các loại lồng đèn truyền thống của Việt Nam như đèn ông sao, đèn khung tre hình dạng con vật bọc giấy kính đã phải nhường chỗ cho những chiếc lồng đèn nhựa không rõ nguồn gốc hoặc có thêm những biểu tượng chữ Trung Quốc với những màu sắc sặc sỡ, phát ra những âm thanh là bản nhạc hoa thì đến năm nay Người tiêu dùng đã có xu hướng dùng hàng Việt rõ nét hơn. Hiện nay, các bậc phụ huynh đã ý thức được việc những loại đồ chơi Trung Quốc bắt mắt nhưng luôn có thông tin chứa hóa chất độc hại, ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ em. Thay vào đó, những đồ chơi của Việt Nam làm bằng giấy hoặc gỗ, sản xuất trong nước, an toàn hơn cho trẻ. Đồ chơi Việt mùa Trung thu năm nay có mẫu mã đẹp, nhiều loại đồ chơi mang tính giáo dục hoặc nhận biết cho trẻ chẳng hạn như lồng đèn hình các con vật hay những lồng đèn hình biển đảo hình các vị anh hùng của dân tộc với tiêu chí vừa học vừa chơi giúp bé phát huy khả năng sáng tạo và rèn luyện kỹ năng thực hành trong quá trình lắp ráp lồng đàn việt ngày càng được người tiêu dùng tín nhiệm một nhân tố không kém phần quan trọng so với mẫu mã và chất lượng sản phẩm đó chính là giá của các loại đồ chơi các mẫu mã đồ chơi truyền thống vẫn ổn định như năm trước và được phân theo kích cỡ to nhỏ có giá từ 10.000 đồng đến 60.000 đồng, rất hợp với túi tiền của đa số các bậc phụ huynh. Dạ, năm nay thì em bán đồng đèn Việt Nam nhiều hơn đồng đèn Trung Quốc, nên em thấy bán khách hàng mua tự tin hơn. Ta không phải hỏi về cái chất lượng của nó, ta chỉ tới là chỉ bắt bài có hát bài nhạc Trung Thu là ta thích, ta mua. Ta phải hỏi cái nào Việt Nam ta mới lấy, còn Trung Quốc ta không lấy. Có thể thấy, một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng đồ chơi trẻ em kém chất lượng có xuất xứ từ nước ngoài vẫn được bày bán đó là do tâm lý của đại đa số người tiêu dùng vẫn thích mua hàng giá rẻ, chứ chưa quan tâm đến mức độ độc hại và an toàn khi sử dụng. Do đó, ngoài việc thanh kiểm tra thì một trong những điều cần thiết là các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản hướng dẫn việc gắn dấu CR trên các phương tiện thông tin đại chúng tới người tiêu dùng, doanh nghiệp, hộ kinh doanh về quy chuẩn đối với đồ chơi trẻ em. Dạ thì em thấy thì mỗi năm đều có kiểm tra thì tụi em dễ dàng hơn biết cái nào là hàng được chấp nhận bán thì em sẽ bán còn cái nào không được thì em không dám bán trên thị trường. Với lại mấy anh tới đây hả có điều kiện em tiếp xúc được cho bạn hàng người ta cũng dễ bằng ăn hơn. Kết quả qua đợt kiểm tra cho thấy, một tín hiệu đáng mừng là hầu hết các cửa hàng kinh doanh đồ chơi trẻ em tại Tây Ninh đã có ý thức và chấp hành các quy định về việc kinh doanh đồ chơi trẻ em. Trên sản phẩm có nhãn hàng hóa và dấu hợp quy CR theo đúng quy định. Qua công tác được kiểm tra hàng hóa đồ chơi trẻ em lưu thông trên thị trường cho thấy các cơ sở kinh doanh hàng hóa đồ chơi trẻ em chấp hành các quy định của pháp luật tuy nhiên đa số các cơ sở kinh doanh hàng hóa đầu chợ trẻ em thực hiện việc lưu giữ hồ sơ chất lượng chưa đầy đủ tại nơi bán hàng qua kiểm tra phát hiện 5 mẫu hàng hóa không có nhãn trong đó hai mẫu lồng đèn sản xuất tại việt nam thực chất có nhãn hàng hóa nhưng do cơ sở kinh doanh lắp ráp lại đã bỏ nhãn hai mẫu lồng đèn sản xuất tại trung quốc tồn tại nhiều năm Đoàn kiểm tra đã lập biên bản nhắc nhở hướng dẫn các cơ sở kinh doanh hàng hóa đồ chơi trẻ em khắc phục việc ghi nhãn hàng hóa và lưu giữ hồ sơ chất lượng tại nơi bán hàng đúng theo quy định. Để đảm bảo an toàn cho trẻ em trước các chất độc hại từ các mặt hàng đồ chơi thì một trong những biện pháp phòng ngừa hữu hiệu nhất đó chính là các bậc phụ huynh nên chọn mua các loại hàng hóa có dán nhãn dấu hợp quy CR đối với các cơ quan chức năng ngoài việc tăng cường công tác tuyên truyền giúp cho người kinh doanh và tiêu dùng ý thức được mức độ độc hại từ các loại đồ chơi trẻ em không đảm bảo chất lượng cũng cần phải tăng cường công tác kiểm tra nhằm hạn chế các loại hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ kém chất lượng lưu thông trên thị trường đồng thời đưa ra những khuyến cáo nhắc nhở để người tiêu dùng có những lựa chọn tốt nhất đối với mặt hàng đồ chơi trẻ em loại hàng hóa vẫn luôn tiềm ẩn nguy cơ về các chất độc hại gây ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của trẻ em